Vâng, xin chào bác là bên kia xe đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe đua thương hiệu XDS model RX300. Đây là cái model mới nhất về bên tại cửa hàng bên em. Dòng xe cuộc với cái tông màu rất là nổi bật, cái tông màu ghi màu đen, xanh, trắng. Dòng xe cuộc model XDS RX300 với cái bộ khung thiết kế rất là nhẹ, siêu nhẹ, khung nhôm không mối hàn, trang bị với cả carbon, khung nhôm không mối hàn, cao cấp và nguyên một group chính hãng của Shimano Sora. Và bây giờ xin mời nhân xuất khẩu đi chiếc xe. Vâng, mà trước đây em đã rất nhiều về cái mẫu XDS dòng xe đua cuộc, thì nay em về được cái mẫu model mới của model RX300 cho những bác làm thích những cái tông màu xanh đen, màu trắng. Và xe làm từ hợp kim nhôm cao cấp, hợp kim nhôm không mối hàn. Xe chạy dây âm sườn cao cấp, model XDS RX300, nhôm không mối hàn các nhá, nhôm cao cấp, được thiết kế với cái bộ nhôm rất là nhẹ. Tổng thể xem đánh giá là tầm 90% xe, xe cũng rất là đẹp các nhá. Bên dưới thì có cái chống cái miếng dán chống va đập xích ở dưới khung xe cho đỡ bị xước. Nguyên bản nó về nguyên bản cho xe XDS Lightning Bicycle. Nhôm không mối hàn, nhôm rất là cao cấp. Cổ phốt ghi đông chính hãng của XDS nguyên bản theo xe. Đằng trước cái logo chính hãng của XDS. Tay trái em được sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Sora nguyên bản theo xe. Bên tay phải em được trang bị với củ tay lắc chính hãng ở Shimano Sora bên từng đĩa. Càng carbon, càng XDS carbon nguyên bản theo xe. Vành nhôm hai lớp, vành DPX chính hãng nguyên bản theo xe, làm từ hợp kim aluminum alloy, hợp kim nhôm siêu nhẹ. Đó, lên trên bàn kiểm tra và thêm thông số. Kích thước lốp, lốp đằng trước là sử dụng lốp CST, kích thước lốp 700 x 32 cm, 23 cm. Kích thước lốp cơ bản của chính hãng của dòng xe đua, cho thích hợp những bác làm cái thích tông màu xanh trắng. Dòng xe cuộc đua cọc yên nhôm chính hãng nguyên bản theo xe. Yên hiệu yên litu, yên cao cấp nguyên bản theo xe, yên còn rất là mới. Cạn đĩa chính hãng của Shimano Sora, đùi đĩa chính hãng của Shimano Sora, bedan nhôm CNC Basico được đúc bằng nhôm cối, cũng là tông màu xanh. Củ đề Shimano Sora và sẽ trang bị với nguyên group chính hãng của Shimano Sora. Đằng sau sử dụng với cặp lốp CST. Model XDS RX300. Và chiều cao đứng của khung xe là size 48. 48 tức là size F, thích hợp các bác là từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Xe được trang bị với 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Bên phải em được trang bị với 2 tầng đĩa. Và bây giờ xin nói đến các hoạt động của xe. Vâng, xe đang trang bị với 9 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe, nguyên group của Shimano Sora lên lip. Vâng, rất là êm và trơn tru xuống lip.
Bên phải em trang bị với hai tầng đĩa, đùi đĩa Shimano Sora, gạt đĩa Sora, xuống đĩa, lên đĩa. Và rất chân chua mượt mà. Pedal cũng là màu xanh luôn. Cái mẫu model dòng xe đua XDS model RX300 full group chính hãng của Shimano Sora. Xe được sử dụng với bộ khung khung mối hàn nhôm cao cấp và càng carbon. Vâng, xe giá rất tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai.